Thưa quý vị, tuyển chọn vận động viên năng khiếu có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch tạo nguồn bổ sung cho tuyến trẻ và đội tuyển. Từng bộ môn có cách làm riêng theo định hướng đảm bảo số lượng và chất lượng. Và riêng bộ môn Karate Do thì Cần Thơ chọn phương thức là 2-1, tức là vừa tổ chức thi thăng đai kết hợp tuyển chọn vận động viên năng khiếu. Đây là giải pháp vừa tiết kiệm kinh phí vừa đạt yêu cầu đề ra. 120 thí sinh vừa tham gia cuộc thi thăng cấp đai Karate Do quận Cái Răng lần thứ nhất năm 2023. Đây là cơ hội để các bộ môn Karate Do thành phố Cần Thơ kiểm tra chất lượng huấn luyện viên cơ sở để kịp thời khắc phục những sai lệch trong công tác huấn luyện. Nhưng quan trọng nhất, đây là cơ sở giúp ngành chuyên môn tuyển chọn vận động viên năng khiếu cho thành phố. Hoạt động của bộ môn thì nó là thường xuyên và đây là cũng là một cái nền tảng để cho bộ môn là tuyển chọn các cháu năng khiếu. Khi qua các cái kỳ thi như vậy thì các cháu phong trào nó sẽ thể hiện được các cái khả năng và nó có năng khiếu thì đó là cũng tiêu chuẩn chí để cho bộ môn tuyển chọn và đưa vào các cái lực lượng năng khiếu của thành phố. Ngoài tuyển chọn vận động viên năng khiếu, bộ môn Karate Do còn tổ chức kiểm tra chuyên môn các vận động viên thuộc biên chế đội tuyển năng khiếu của thành phố, lấy đó làm thước đo chất lượng chuyên môn để kịp thời chỉnh sửa từng bước, giúp các em hoàn chỉnh chuyên môn. Hiện nay, trong biên chế đội tuyển năng khiếu có 11 em đang tập luyện. Trong năm 2023, bộ môn Karate Do tuyển chọn 9 em vào tuyến năng khiếu để đảm bảo quân số theo quy định là 20 em. Các em trong đội tuyển năng khiếu của thành phố đều xác định mục tiêu. Quá trình tập luyện của con thì con phải phấn đấu nhiều hơn mấy bạn bằng tuổi con nữa. Con phải cố gắng nhiều hơn mấy bạn. Tại vì cái định hướng của con nó hơi cao. Con phải cố gắng nhiều hơn mấy bạn. Đi tập luyện thì sẽ đổ mồ hôi nước mắt rồi. Nhưng mà con sẽ gắng phấn đấu. Không có gì thế mà bỏ cuộc. Võ sinh ở Karate của quận Cái Răng á. Thì tôi thấy càng các em hiện nay là cái phong trào tập luyện rất là tích cực. Và đồng thời cái kỹ thuật thì tôi qua cái đợt thi này thì chấm thấy rõ ràng là các em nó kỹ thuật là tương đối chuẩn và nói chung là về kỹ thuật là đảm bảo cho vấn đề là chuyên môn rồi đảm bảo cho cái vấn đề tham gia thi đấu. Đối với đơn vị quận Cái Răng thì đây là một cái quận có cái truyền thống về cái môn karate và phát triển phong trào rất là tốt. Nó thể hiện là lực lượng huấn luyện viên phong trào hiện tại vật quyền huấn luyện viên phong trào phải được 12 đến 14 huấn luyện viên hoạt động khoảng 5-6 câu lạc bộ thì cái lực lượng võ sinh mà tập luyện thường xuyên á thì nó khoảng trên 500 vận viên. Đây cũng là một cái lực lượng để bộ môn tuyển chọn rất là dồi dào. Hiện nay, quận Cái Răng vẫn là nguồn cung cấp vận động viên cho thành phố, chiếm từ 30-40% quân số ở đội tuyển Karate Do thành phố. Trên cơ sở này, bộ môn Karate Do thành phố tiếp tục xem đây là bài học và đúc kết kinh nghiệm để nhân rộng mô hình. Nhất là công tác tuyển đào tạo tuyến năng khiếu, góp phần phát triển phong trào trên địa bàn thành phố trong tương lai.